Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nổi tiếng là bậc thầy về chiêu mộ và trọng dụng nhân tài, Tào Tháo từng nói rằng đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Ông là một vị quân chủ rất biết cách nhìn người và dùng người, đặc biệt là những tướng lĩnh tình nguyện đầu hàng hoặc gia nhập Tào quân. Thế nhưng cặp tuệ nhãn của Tào Ngụy Vương cũng có lúc nhìn lầm, đặc biệt là việc để mất một vị tướng tài giỏi vào tay của quân chủ Lưu Bị. Thậm chí vỡ tướng này còn được gọi với chức danh là bậc thầy phòng ngự, đã nhiều lần cứu giúp thuộc Hán khỏi nguy nan trong nhiều trận chiến, khiến Tào Ngụy Vương phải thở ngắn than dài tiếc nuối vì để tuồn mất những võ tướng mà ông cho là cừ khôi vào tay thủ lĩnh khác. Quý vị có đoán ra là vị tướng tài nào không ạ? Hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trong thời kỳ Tam Quốc, khu vực Hán Trung đối với nhà Thục Hán vô cùng quan trọng. Nơi đây như bức bình phong che chắn cho nhà Thục Hán trước những mối đe dọa đến từ phương Bắc. Do đó, mọi đô đốc trấn thủ ở khu vực này đều rất ưu tú, có nhiều năm kinh nghiệm trận mạc. Có thể kể đến như Ngụy Diên hay Ngô Ý đều là những tướng lĩnh nổi danh đương thời. Ngoài ra, còn có một nhân vật khác rất được Hoàng đế Lưu Bị xem trọng, đó chính là Vương Bình. Năm 244, đại tướng quân nhà Ngụy là Tào Sảng phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Hán Trung của nhà Thục. Thời điểm này đúng lúc Vương Bình đang làm trấn bắc đại tướng quân thống lĩnh Hán Trung. Khi đó quân đội của Vương Bình còn chưa mạnh, binh lực chưa đầy 3 vạn người, chống lại chục vạn đại quân của Tào Sảng là điều vô cùng khó khăn. Lúc này nhiều tướng sĩ cho rằng nên về cố thủ ở Hán Thành và Lạc Thành và điều quân từ Bồi Thành tới giải vây. Vương Bình phản đối, cho rằng nếu về cố thủ để quân Ngụy chiếm mất cửa ải thì Hán Trung ắt lâm nguy, phải trấn giữ ải Hưng Thế, chặn ngay lối vào của địch và chờ viện binh đến đánh. Mọi người nghe ý kiến của ông còn ngờ vực, riêng hộ quân Lưu Mẫn tán thành, mang quân quyết thủ Hưng Thế, còn Vương Bình mang quân tiếp ứng. Tào Sảng tiến đến Hưng Thế bị quân Thục ngăn cản, không sao đánh được. Không chỉ bất lực trong việc công ải, tại Chi Giang và Quan Trung khi đó lại xảy ra dịch bệnh, khiến châu bò riêng ngựa bị chết hàng loạt. Quân Ngụy không đủ lương thảo để cung ứng. Sau đó, viện binh quân Hán của Phí Y và Từ Huyện Bồi kéo tới tấn công, Tào Sảng không chống nổi phải rút lui. Trong Hoa Dương Quốc Chí có ghi chép, Vương Bình là một trong tứ đại danh tướng của nhà Thục Hán. Tuy nhiên trên thực tế, ông từng phục vụ trong quân đội Tào Ngụy trước khi về với Lưu Bị. Vương Bình sinh ra ở quận Ba Tây, sống cùng ông ngoại từ nhỏ nên lấy theo họ nhà ngoại là họ Hà, lớn lên mới đổi lại sang họ Vương. Năm 215, Tào Tháo dẫn quân đánh Trường Lỗ. Rất nhiều người ở quận Ba Tây khi đó đều ủng hộ Tào Tháo. Ít lâu sau, Lưu Bị mang quân từ Tây Xuyên ra đánh Hán Trung. Vương Bình bỏ Tào Tháo sang hàng Lưu Bị, được thăng lên làm tỳ tướng quân. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có ghi, Vương Bình quy hàng Thục Hán là do hoàn cảnh ép buộc. Khi còn bên quân Tào, Vương Bình dù chỉ có giữ chức quan nhỏ nhưng lại có tài trí và tầm nhìn hơn người nên được Tào Tháo giao nhiệm vụ hỗ trợ Từ Hoàng. Tuy nhiên, Từ Hoàng trước giờ không để ý tới Vương Bình, bỏ qua lời khuyên kiên trì công đánh Triệu Vân của ông, cuối cùng dẫn tới thất bại. Từ Hoàng sau đó lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Vương Bình, muốn xử ông tội chết. Vương Bình sau đó mới phải chạy sang quy hàng Triệu Vân. Vương Bình sau đó được tiến cử với Lưu Bị. Với tài năng của mình, Vương Bình đương nhiên rất được Lưu Bị yêu thích, vì thế mà địa vị thăng tiến nhanh chóng. Một trong những điểm nhấn khác khiến người ta nhớ tới Vương Bình chính là trận Nhai Đình. Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân đánh Ngụy từ Kỳ Sơn. Gia Cát Lượng sai Mã Tắc làm chính tướng, Vương Bình làm phó tướng ra trấn thủ Nhai Đình. Nơi đây là trọng yếu chiến lược, bàn đạp tiến quân đánh bắc của nhà Thục. Mã Tắc và Vương Bình tiến đến Nhai Đình đúng lúc tướng Ngụy là Trương Cáp dẫn quân tới. Mã Tắc bỏ đường sông, trấn giữ trên núi với ý đồ từ trên cao đánh xuống, thế như trẻ tre. Vương Bình nhiều lần phản đối, cho rằng cần đóng quân ở gần sông để chiếm giữ nguồn nước, nhưng Mã Tắc không nghe. Cuối cùng, Vương Bình đánh xin Mã Tắc cho 1.000 người ngựa ra đóng trại dưới chân núi. Trương Cáp mang quân vây trại của Mã Tắc trên đồi rồi cắt đứt đường nước. Quân Thục thiếu nước rơi vào hoảng loạn. Trương Cáp dồn sức tấn công phá tàn Mã Tắc. Cánh quân Mã Tắc bỏ chạy toán loạn, chỉ còn 1.000 người ngựa của Vương Bình vẫn giữ vững được doanh trại. Thấy Mã Tắc đại bại, Vương Bình dốc quân dồn sức chiến đấu, cố thủ không rút. Trương Cáp nghi quân Hán có phục binh nên không dám tiến. Vương Bình nhân có thời gian bèn chỉnh đốn đội ngũ, thu thập những quân sĩ của Mã Tắc bỏ chạy rồi bình tĩnh rút về. Vì thất thủ Nhai Đình, Gia Cát Lượng phải triệt thoái toàn quân về đất Thục. Mã Tắc bị xử tội chết, Hoàng Tập bị thu binh quyền, riêng Vương Bình được ban thưởng thăng làm tham quân, thống lĩnh năm quân, kiêm chức đương doanh sự, thảo khấu tướng quân và sắc phong đình hầu.
Đây là sự thăng tiến đặc biệt vượt cấp đương thời nhưng đều được tướng sĩ ủng hộ. Quý vị thân mến, giờ đây mỗi khi nhìn lại cuộc đời cũng như cách đối nhân xử thế của Tào Tháo, đa số các ý kiến đều cho rằng ông là kiểu người hành sự cương quyết. Bởi vậy mà vị quân chủ họ Tào lúc sinh thời rất ít khi nhìn người theo cách người khác. Đây cũng là lý do khiến ông năm xưa từng hạ thủ không chút lưu tình với gia đình của Lã Bá Sa hay Dương Tu, Khổng Dung. Đây đều là những vị tướng tài đã phò tá theo ông nhiều năm. Thế nhưng nhân vật được cho là để lại cho Tào Tháo nhiều tiếc nuối và thậm chí còn khiến vị quân chủ này không thể xưng đế chính là một nhân vật khác. Đây chính là người đứng đầu trong tập đoàn mưu sĩ của thế lực Tào Ngụy năm xưa. Quý vị có đoán ra đó là nhân vật nào không ạ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Võ tướng mà chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là Tuân Úc. Tuân Úc sinh năm 163, mất năm 212, biểu tự Văn Nhược, là một mưu sĩ nổi danh vào cuối thời Đông Hán, cũng là người có công lao lớn trong việc giúp Tào Tháo gây dựng sự nghiệp thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Theo nhận định của các sử gia, vị mưu sĩ họ Tuân lúc sinh thời đã chọn cho mình một chí hướng hết sức kỳ lạ. Vào giữa buổi quần hùng loạn thế, ông đã quyết định đi theo phò tá Tào Tháo, ngay từ khi vị quân chủ họ Tào ấy còn chưa có căn cơ vững chắc, chưa có thế lực bành trướng. Ngoài ra, Tuân Úc lựa chọn đi theo Tào Tháo là bởi ông tin tưởng rằng chỉ có người tài như vậy mới có thể trở thành kẻ cười đến cuối cùng trong thế cục tranh hùng khi đó. Trong tập đoàn mưu sĩ dưới trướng của mình, Tào Tháo lúc hành quân đánh giặc thường sẽ đem theo Quách Gia, còn khi chọn người trấn giữ hậu phương thì ắt hẳn sẽ chọn Tuân Úc. Vì vậy, khác với Quách Gia, Chu Du hay Khổng Minh, tên tuổi của vị mưu sĩ họ Tuân không gắn liền với nhiều mưu kế độc lạ trên chiến trường. Luận về tuổi tác, Tuân Úc năm xưa nhỏ hơn Tào Tháo tới vài tuổi. Tuy nhiên, mỗi khi gặp chuyện khó quyết định, vị quân chủ họ Tào thường sẽ hỏi ý kiến của Tuân Úc trước tiên và để ông giúp mình đề ra chiến lược giải quyết. Không chỉ dừng lại ở đó, vị mưu sĩ họ Tuân còn tiến cử cho tập đoàn chính trị của họ Tào nhiều nhân tài xuất chúng, mà tiêu biểu là Tư Mã Ý, Quách Gia, Trần Quân. Cũng bởi được xem như đầu não trong tập đoàn mưu sĩ cốt cán, Tào Tháo năm xưa đã từng ngợi ca Tuân Úc là tử phong của mình, hàm ý so sánh ông với Trương Lương, một trong Hán Sơ Tam Kiệt chứ danh từng giúp Lưu Bang lập quốc. Nhờ có nhiều công lao, Tuân Úc từng được phong làm Vạn Tuế Đình Hầu. Trong lịch sử từ trước đó, chưa từng có ai không lập được công lao trên chiến trận, chỉ làm thượng thư lệnh mà được phong tới tước hầu như vị mưu sĩ họ Tuân ấy. Từ đó có thể thấy, Tuân Úc trong mắt Tào Tháo đã từng có lúc được xem như một vị công thần, sở hữu vai trò và chiến công không thể thay thế. Chỉ tiếc rằng, mặc dù hết lòng phò tá Tào Ngụy ngay từ những buổi đầu gây dựng sự nghiệp, nhưng vị mưu sĩ họ Tuân ấy vẫn một lòng muốn phục hưng Hán Thất. Đây cũng là khởi nguồn cho tấn bi kịch sau này của cuộc đời ông. Kể từ sau khi Tào Tháo thành công bình định Viên Thiệu và diệt trừ các dư đảng còn lại của họ Viên, nội bộ triều đình Đông Hán dần xuất hiện hai phe cánh là Hán Thần, những người trung thành với Hán Thất, và Ngụy Thần, những người chỉ ủng hộ Tào Tháo. Thực tế, không ít những thuộc hạ thân tín của Tào Tháo đều quyết định đi theo con đường trở thành Ngụy Thần với hy vọng nếu sau này quân chủ xưng đế thì họ sẽ nghiễm nhiên là khai quốc công thần. Về phần Tuân Úc, mặc dù là một nhân vật cốt cán trong hàng ngũ của tập đoàn chính trị Tào Ngụy từ những ngày đầu, thế nhưng thay vì là một Ngụy Thần, ông lại lựa chọn trở thành một trung thần của nhà Hán. Từ sau khi thế lực của Tào Tháo càng lúc càng trở nên lớn mạnh, Hán Hiến Đế cũng như tôn thất nhà Hán dần trở nên không có quyền hành. Năm 212, Tào Tháo khi ấy đã làm tới chức thừa tướng, tước Vũ Bình Hầu, nhưng vẫn có mưu đồ muốn thăng lên tước công, được ban cửu tích, lấy Ký Châu làm lãnh thổ riêng của họ Tào để dựng nước riêng trong lãnh thổ của nhà Hán. Trước dự tính này, ông đã cho mưu sĩ Đồng Chiêu đi dò ý của Tuân Úc. Tuy nhiên, Tuân Úc không đồng tình và cho rằng người quân tử lấy đức yêu người không nên như vậy. Tào Công vốn là vì việc giúp triều yên nước mà chiêu tập nghĩa binh. Từ trước đến nay, giữ lòng trung trinh, giữ bề khiêm tốn, chúng ta không nên làm trái bản ý của Tào Công. Mặc dù sau đó Tào Tháo đã tạm hoãn kế hoạch nói trên, thế nhưng vị quân chủ ấy vẫn âm thầm đem lòng bất mãn đối với Tuân Úc. Thấy Tuân Úc không ủng hộ việc mình tự lập, lại một mực đem lòng phò tá Hán Thất, Tào Tháo dần xa lánh vị mưu sĩ cốt cán năm nào bằng cách loại bỏ vai trò thượng thư lệnh của ông và điều ra khỏi kinh thành. Năm 212, Tuân Úc theo lệnh ra lĩnh quân tại huyện Tiêu, nhưng tới Thọ Xuân thì bị ngã bệnh và đột ngột qua đời ở tuổi 50. Cho tới ngày nay, chân tướng phía sau cái chết của vị mưu sĩ họ Tuân vẫn là một điều gây tranh cãi đối với hậu thế. Học giả Trần Thọ trong Tam Quốc Chí cho rằng ông vì lo âu mà qua đời, còn Tôn Thịnh trong Ngụy Thị Xuân Thu lại khẳng định Tuân Úc đã tự sát theo ý của Tào Tháo.
Thế nhưng cho dù Tuân Lệnh Quân đã qua đời vì lý do nào, thì sự ra đi của ông vẫn được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới giấc mộng xưng đế của Tào Tháo lúc sinh thời. Cái chết của Tuân Úc không chỉ khiến cho vị quân chủ họ Tào mất đi một đầu não về mưu lược, mà còn làm ông nhận ra một sự thật. Ngay trong số các thân tín dưới trướng của ông còn có những người đem lòng phò tá Hán Thất. Vậy nếu gia tộc họ Tào lật đổ Hán Triều để tự lập đế nghiệp, thì thứ họ nhận lại có lẽ không phải là sự ủng hộ của bách tính chăm họ hay bá quan văn võ, mà rất có thể lại là kết cục bi thảm giống như Viên Thuật năm xưa. Sử cũ ghi lại, Tào Tháo thi đỗ Hiếu Liêm vào năm 20 tuổi, được giữ chức Bắc Bộ úy, coi giữ phía Bắc ở kinh thành Lạc Dương. Trong những năm tháng làm chức quan nhỏ khi ấy, Tào Tháo vốn đã nổi tiếng là người nghiêm túc. Khi đến nhiệm sở, ông cho đặt roi ngũ sắc trước cửa công đường, hễ kẻ nào phạm tội đều trị thẳng tay, không vị nề tư tình hay kiêng dè quyền thế. Sau này, Tào Tháo giữ chức tướng quốc nước Tế Nam, liên tiếp đứng ra tố cáo các quan tham phạm pháp. Danh tiếng của ông khi đó nổi tiếng khắp nơi, cũng vì vậy mà có người từng ví ông như một năng thần thời trị. Chỉ tiếc rằng, những biến cố thời đại sau này dù đã trở thành bệ đỡ để Tào Tháo bộc lộ bản lĩnh chính trị kiên suất, đồng thời cũng khiến ông có thêm nhiều dạ tâm và khát khao đối với quyền lực, để rồi dần trở thành một gian hùng thời loạn trong mắt không ít người. Quý vị thân mến, thực tế lịch sử cũng đã chứng minh rằng Tào Tháo lúc sinh thời cho đến lúc cuối đời vẫn không xưng đế. Có người cho rằng cái chết của Tuân Úc năm nào đã thức tỉnh tâm can ông. Cũng có người lại khẳng định việc Tào Tháo an phận là Ngụy Vương chẳng qua là vì chưa đến thời điểm chín muồi mà thôi. Dù chân tướng phía sau đó có là gì đi chăng nữa, thì suy cho cùng việc mất đi một tử phong của mình như Tuân Úc thì cũng có thể xem là một tiếc nuối hiếm hoi trong cuộc đời của vị quân chủ, thà phụ cả thiên hạ chứ không để cả người thiên hạ phụ ta như Tào Tháo. Quý vị nghĩ sao về nhân vật Tào Tháo? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!